Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Ken nha. Sẽ có một số bông trang tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình và một số hoa kiển khác nha quý cô chú anh chị em. Rồi, chào Ken. Chào anh Thái, chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Thì hôm nay vườn em tiếp tục lên hoa cây kiển, chủ yếu là trang lá nhỏ ha. Số điện thoại giao lưu của nhà vườn là 0977 416 876, đồng thời cũng là số Zalo. Và vườn em thì ở tại Lấp Vò Đồng Tháp, những mã số lên đều ship code toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Đây là mã số 1 là một cặp hồng ngọc mai. Cây có chiều cao là 25, tán ngang là 20. Cầm đế này là 24 nha. Một cặp này em giao lưu với giá là 300.000 bao phí ship. Mini để bàn quên chép. Tiếp tục mã số 2. Mỗi cây mỗi dáng nha. Cây này thì hoa rất là thơm. Cây có chiều cao là 25, tán ngang là 22. Cụm đế đây là 23 ha. Một cặp này em cũng giao lưu giá là 300.000 mã số 2. Tiếp tục là combo 5 chậu trang lá nhỏ. 5 chậu 5 loại khác nhau ha, tím sen nè, thái đỏ nè, đỏ lá kim, thái cam, vàng nghệ. To cây có số đo nhỏ nhất ha, cây có chiều cao là 25, tán ngang là 25. Combo 5 chậu giao lưu giá là 250.000, mã số 3. Tiếp theo mã số 4 là phôi trang sinh nhật ha. Cây này là trồng ống. Có chiều cao là 30. Tán ngang là 22. Cụm đế là 19 ha. Một cặp này em giao lưu với giá là 350.000. Trang sen nhật. Tiếp theo mã số 5 là cây phôi thái đỏ. Cây có chiều cao là 25, tán ngang là 35. Cụm đế ở đây là 14,5. Cây này em giao lưu giá là 200.000, mã số 5. Mã số 6 là phôi thái vàng. Một cốt già chát của anh chị em. Cây có chiều cao là 45, tán ngang là 35, hốt thân là 25. Cây có hoành ở đây là 20 ha. Cây này hiện giao lưu với giá là 250.000. Mã số 6. Mã số 7 cũng là phôi thái vàng luôn. Cây có chiều cao là 55, tán ngang là 40, hót thân ở đây là 26, cây có hoành ở đây cũng là 20 luôn. Cây này em cũng giao lưu với giá là 250.000. Tiếp theo mã số 8 là phôi thái đỏ dáng trực. Cây có chiều cao là 60, hót thân ở đây là 12. Cây có hoành ngay vị trí này là 14. Cây này giao lưu giá là 200.000, mã số 8. Tiếp theo mã số 9, phôi thái vàng. Phun bông. Cây có chiều cao là 60. Hốc thân ở đây là 18. Cây có hoành đây là 19,5 ha. Cây này cũng giao lưu với giá là 250.000, mã số 9. Mã số 10 là cây trang ghép 5 đến 7 màu. Cây có chiều cao là 55, tán ngang là 60, hốt thân là 10. Cây có hoành ở đây là 7. Cây này giao lưu với giá là 300.000. Đang lên hoa là cây trang sen nhật nè. Một thái cam, thái đỏ, trắng, hồng phấn đổi màu. Còn một vàng nè, tím sen nữa. Mã số 11 là cây tím sen. Tàn siêu tròn quá chị em. Hôm nay chủ yếu là cây thuần chậu nha cô chú anh chị, về mình ra nắng bình thường. Cây có chiều cao là 65. Tán ngang là 55. Hốc thân là 10. Cây có hoành ở đây là 8.
Cây này giao lưu với giá là 250.000, mã số 11. Mã số 12 cũng là cây tím sen luôn. Cây này có chiều cao là 70, tán ngang là 65. Cây có hoành ở đây là 10. Cây này thì giao lưu với giá là 300.000, mã số 12. Mã số 13 là cây thái đỏ. Rực rỡ quá anh chị em. Cây có chiều cao là 80. Tán ngang là 65. Cây có hoành ở đây là 13. Cây này vô lưu giá là 350.000, mã số 13. Gốc còn sâu quá anh chị em, mình về đông đế lên ha. Mã số 14 là cây tím sen. Cây có chiều cao là 80. Tán ngang là 60. Hốt thân là 13. Cây có hoành ở đây là 9. Cây này giao lưu giá là 350.000. Tàn dày đẹp ha. Mã số 15. Cây thái đỏ. Tàn nón quá anh chị em. Cây rất còn năng cây nha. Cây có chiều cao là 80. Tán ngang là 65. Hốt thân là 21. Cây có hoành ở đây là 16. Cây này giao lưu với giá là 350.000, mã số 15. Mã số 16. Vẫn là thái đỏ, hàng thường chậu. Cây có chiều cao là 90. Tán ngang là 70. Hốt thân là 12. Cây có hoành ở đây là 14 ha. Cây này thì giao lưu với giá là 350.000, mã số 16. Mã số 17 cũng là cây thái đỏ luôn. Cây có chiều cao là 90. Tán ngang là 65. Hốt thân là 11. Cây có hoành ở đây là 14. Cây này giao lưu giá là 350.000, mã số 17. Mã số 18 là cây thái vàng. Cây có chiều cao là 80. Tán ngang là 65. Hốt thân là 18. Gốc rất là già quá anh chị em. Cây có hoành ở đây là 16. Cây này giao lưu giá là 350.000, mã số 18. Mã số 19 là cây tím sen. Cây có chiều cao là 85. Tán ngang là 60. Hốt thân là 11. Cây có hoành ở đây là 10,5 ha. Cây này giao lưu với giá là 350.000. Tiếp theo mã số 18 là cây thái đỏ. Cây có chiều cao là 80. Tán ngang là 65. Hốt thân là 21. Cây có hoành ở đây là 17 ha. Cây này giao lưu giá là 350.000, mã số 20 rồi. Mã số 21 là cây thái đỏ. Cây có chiều cao là 1m. Tán ngang là 60. Hốt thân là 15. Cây có hoành ở đây là 14. Cây này thì em giao lưu với giá là 350.000, mã số 21. Mã số 22 là cây thái vàng. Tàn rất là ấm luôn chị em. Cây có chiều cao là 90. Tán ngang là 85.
Cây có hoành ở đây là 12, cây này giao lưu giá là 450.000, mã số 22. Khung tàn rất là đều đẹp. Mã số 23. Cây có chiều cao là 90. Tán ngang là 70. Hốc thân là 11. Cây có hoành ở đây là 11 ha. Cây này hiện giao lưu giá là 350.000. Mã số 23. Mã số 24. Cây có chiều cao là 75. Tán ngang là 70. Hốc thân là 13. Cây có hoành ngay vị trí này là 16 nha. Cây này thì em giao lưu với giá là 350.000, mã số 24. Mã số 25. Cũng là cây thái đỏ luôn. Cây có chiều cao là 90. Tán ngang là 75. Hốc thân là 24. Cây có hoành ngay vị trí này là 13. Cây này giao lưu giá là 350.000, mã số 25. Mã số 26 là cái hái vàng chi chi ha. Cây có chiều cao là 1m. Tán ngang là 65. Cây có hoành ở đây là 14,5 ha. Cây này thì em giao lưu với giá là 450.000, mã số 26. Mã số 27 là cây hồng phấn. Hồng phấn lá xoắn luôn nha. Cây này thì chia 3 mâm, cây này hết thứ rồi, cao tầm 1m6 nha cô chú anh chị. Tán ngang là 65. Hốc thân là 41. Cây có hoành ở đây là 13. Cây này giao lưu với giá là 700.000, mã số 27. Mã số 28. Kẹo hoa cho quý anh chị em. Cây này thì cũng có chiều cao tầm 1m7 nha cô chú anh chị. Tán ngang là 70. Hốc thân là 75. 3 mâm. Cây này có hoành đây là 19. Cây này giao lưu với giá là 800.000, mã số 28. Mã số 29 là cây thái vàng. Cây có chiều cao là 90. Tán ngang là 80. Hốc thân là 10. Thân chậu gốc còn sâu anh chị em. Cây có hoành ở đây là 12. Cây này thì em giao lưu với giá là 400.000, mã số 29. Mã số 30, thái đỏ. Cây có chiều cao là 1m12. Tán ngang là 80. Hốc thân là 10. Cây có hoành ở đây là 14. Cây này em giao lưu giá là 450.000, mã số 30. Mã số 31 là cái hồng phấn phất tím. Dòng này siêu bông nha quý anh chị em. Cây có chiều cao là 1m05. Tán ngang là 65. Hốc thân là 17. Cây có hoành ở đây là 19. Cây này giao lưu giá là 450.000, mã số 31. Mã số 32 là cây thái vàng. Tàn thông ha. Cây lá xanh mướt của anh chị em. Cây có chiều cao là 1m20. Tán ngang là 80. Hốc thân là 27.
Cây có hoành ở đây là 16. Cây này giao lưu giá là 500.000, mã số 32. Mã số 33, thái vàng. Cây có chiều cao là 1m15, tán ngang là 80, thoát thân là 21. Cây có hoành ở đây là 16. Cây này thì em giao lưu giá là 600.000, mã số 33. Mã số 34 là cây thái đỏ, rễ lên trắng. Cây có chiều cao là 90, tán ngang là 85, thoát thân là 6. Cây có hoành ở đây là 14. Cây này em giao lưu lấy 400.000, mã số 34. Mã số 35 là cây thái vàng, tàn rất là đẹp luôn. Cây có chiều cao là 90, tán ngang là 80, thoát thân là 10. Cây có hoành ngay vị trí này là 15 ha. Cây này em giao lưu với giá là 450.000, mã số 35, thái vàng. Mã số 36 là cây thái đỏ, đang rực bông luôn. Cây này cốt còn sâu anh chị em, về đôn đế lên ha. Cây có chiều cao là 90, tán ngang là 80, hốc thân là 13. Cây có hoành ở đây là 15 ha. Cây này thì em vô lưu với giá là 450.000, mã số 36. Mã số 37, thái vàng, tàn nón à. Tàn nón khôm, tàn đẹp, rất là to anh chị em. Cây có chiều cao là 95, tán ngang là 1m, thoát thân là 12. Cây có hoành ở đây là 15. Cây này thì em giao lưu với giá là 600.000, mã số 37. Cây xứng đáng luôn nha, tàn rất là to và đặc ha. Mã số 38 cũng là cây thái vàng luôn, 37, 38 là một cặp ha. Cây tán rất là đẹp luôn, tàn nón. Cây có chiều cao là 95, tán ngang là 1m, thoát thân là 10. Cây có hoành ở đây là 15 luôn. Cây này em giao lưu với giá là 600.000, mã số 38, thái vàng. Những cây hôm nay là đều thường chậu hết nha cô chú anh chị, về mình nhận cây mình da nắng bình thường. Tiếp theo mã số 39 là cây hồng phấn đổi màu. Cây có chiều cao là 1m1, tán ngang là 1m1, hốc thân là 17. Cây có hoành ở đây là 14,5. Cây này em giao lưu với giá là 600.000, mã số 39. Cây đang rực hoa rất là đẹp luôn. Đây cũng là mã số cuối clip ha. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình ủng hộ cho em trong những cái clip video vừa qua. Và nhớ đăng ký kênh Pháp Thái để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Rồi, cây hồng phấn ba màu phôm tàn phải nói siêu tròn cũng là kết thúc clip nha quý cô chú anh chị em. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã đón xem clip và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo. Kính chúc quý cô chú anh chị em nhiều sức khỏe ha.